Quý vị đang quay trở lại phần 3 chương trình giờ kết sổ và sau đây sẽ là phần phân tích các cổ phiếu nổi bật trong ngày đến từ anh Hoàng Trung Thông. Xin chào mừng anh Thông quay trở lại phần 3 chương trình. Thưa anh, thì trong phần 3 này chúng tôi muốn đề cập đến một cổ phiếu mà được rất nhiều các nhà đầu tư quan tâm trong thời điểm hiện nay, đó là cổ phiếu công ty cổ phần đầu tư Nam Long mà chứng khoán là NLG. Thì đây là một cổ phiếu mà có mức tăng trưởng rất tốt trong năm 2017 vừa qua. Vậy thì trong phần 3 này anh có thể phân tích cho các nhà đầu tư và khán giả biết rằng đâu là động lực để cho đà tăng trưởng của Nam Long trong năm 2018 này không thưa anh? Vâng, thì chúng ta đã biết được là trong năm 2017 vừa rồi thì Nam Long là một trong những công ty có thể là tăng trưởng rất ấn tượng trên thị trường. Và cùng với cái phản ánh cho cái việc tăng trưởng đó thì rõ ràng cổ phiếu của Nam Long cũng đã tăng trưởng rất là tích cực, khoảng trên khoảng 30% so với cùng kỳ. Ở đây thì về cái viễn cảnh cho năm 2018 thì chúng ta có thể điểm qua một vài cái viễn cảnh động lực chính cho cái việc sự tăng trưởng tiếp tục duy trì cái sự tăng trưởng của công ty. Ở đây thì tôi muốn đề cập thêm về cái phần mà gọi là sự ấm lên của thị trường bất động sản. Thì như chúng ta thấy là trong năm 2017 vừa rồi thì chứng kiến cái sự ấm lên của thị trường bất động sản rất là rõ ràng và tiếp tục ghi nhận sự ổn định và tăng trưởng tích cực ở hầu hết tất cả các phân khúc. Và đồng thời á thì cái sự tham gia giám sát của ngân hàng nhà nước và cũng như của chính phủ đã giúp cho thị trường này trở nên minh bạch hơn. Và đây cũng là tín hiệu tích cực để phát triển thị trường bất động sản ổn định, bền vững và hạn chế những cái nguy cơ bong bóng. Trong năm 2018 này thì rõ ràng thì chúng ta có thể thấy là đối với nhu cầu phân khúc căn hộ giá rẻ khoảng 1 đến 2 phòng ngủ với chưa giá mức đến khoảng trên dưới 1 tỷ đồng vẫn là cái phân khúc chính thống và chính và có tính thanh khoản cao nhất trên thị trường. Đối với nguồn cung thì chúng ta thấy là cái nguồn cung cho căn hộ đã được cung ra thị trường khá là nhiều và cái mức độ cạnh tranh thì khốc liệt và cái xu hướng là giảm dần và bão hòa. Cùng với việc nguồn cung tương lai dự kiến thì rõ ràng trong năm 2018 này cũng vẫn dự kiến là được tăng trưởng tiếp tục. Chính vì thế mà cái việc mà lệch pha cung cầu thì có thể là sẽ không xảy ra. Tuy nhiên thì thị trường được dự báo là trong năm 2018 đến năm 2020 thì thị trường bất động sản sẽ tiếp tục điều chỉnh để giải quyết cái lệch pha cung cầu trong cái việc mà nguồn cung của thị trường của phân khúc cao cấp thì rất là nhiều. Tuy nhiên nguồn trong cái phân khúc bình dân hơn thì lại chưa thực sự đáp ứng đủ cái nhu cầu thì và sẽ có sự dịch chuyển từ phân khúc cao cấp sang cái phân khúc bình dân hơn để đáp ứng cái nhu cầu của đại đa số người dân. Đây là cái sự điều chỉnh mà chúng ta có thể dự báo được trong giai đoạn năm 2018 đến năm 2020. Về cái phân khúc sản phẩm thì chúng ta có thể thấy là Nam Long là một trong những cái công ty mà đã có một cái họ đã nhắm tới cái phân khúc của hầu hết thị trường mà đang mong muốn. Thì ở đây chúng ta thấy có đại diện của Nam Long có 3 cái dòng sản phẩm chính. Đó là dòng sản phẩm e-home cho thu nhập trung bình và giá trung bình là khoảng 15 đến 16 triệu một mét vuông. Phần sản phẩm thứ hai đó là dòng sản phẩm Flora là cho cái căn hộ ở mức cũng dành cho nhóm đối tượng khách hàng là nhóm thu nhập trung bình và cái giá trung bình bình quân là khoảng 21 đến 26 triệu đồng một mét vuông. Và cái dòng cao cấp hơn đó là dòng căn hộ V-Flora biệt thự thì có thu nhập trung bình khá trở lên và cái mức giá ở đây Nam Long muốn nhắm tới đối tượng khách hàng là có mức giá bình quân khoảng 35 đến 40 triệu đồng một mét vuông. Chúng ta thấy là ba cái sản phẩm này không phải là hoàn toàn là tất cả là tập trung có sự rải đều từ phân khúc bình dân cho đến phân khúc cao cấp hơn một tí. Tuy nhiên thì cái miếng chiến lược chủ đạo của công ty vẫn đều là nhắm tới cái những khách hàng có thu nhập từ trung bình tới khá chứ không còn nhắm tới những cái phân khúc cao cấp và hạng sang như những cái doanh nghiệp khác. Thì đây là cái phân khúc mà có nhiều tiềm năng và chúng ta có thể thấy như tôi đề cập ở bên phần đầu của chương trình là rõ ràng là có sự dịch chuyển trong cái phân khúc khách hàng và hiển nhiên cái phân khúc khách hàng mà đang được có nhu cầu cao thì nên được cho các doanh nghiệp chú ý đầu tư. Vì đây là một trong những hướng đi đúng đắn của doanh nghiệp Nam Long. Thì một cái yếu tố khác mà tôi muốn đề cập ở đây là cái sở Nam Long là một trong những doanh nghiệp sở hữu cái quỹ đất rộng và sạch lên tới 567 hecta và các dự án các quỹ đất của Nam Long thì chủ yếu là tập trung ở các khu đô thị và dân cư trọng điểm ở khu vực phía Nam. Ở đây thì chúng ta có thể liệt kê qua một vài cái khu vực ví dụ như đường Nguyễn Văn Linh, đại lộ Võ Văn Kiệt, cao tốc Long Thành Dầu Dây và hay Sài Gòn Trung Lương thì tiếp giao với các khu vực rộng lớn các miền khu công nghiệp và các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chúng ta có thể thấy là đều nằm ở những vị trí đắc địa và cái nhiều dự án trong năm 2018 này chúng ta thấy là Nam Long sẽ được tiến hành và bàn giao cụ thể là khoảng từ 2.000 đến 2.300 sản phẩm trong năm 2018. Ở đây thì tôi có muốn đề cập qua một vài cái dự án ví dụ như cụ thể là Fuji Flora dự kiến là bàn giao khoảng 300 căn, Kiko eHome khoảng 1.240 căn
và Kiko Flora khoảng 224 căn và 200 căn của Va Flora từ Kiko Winston Villa. Thì như vậy thì doanh thu của dự kiến trong năm 2018 này ước tính là đạt khoảng trên 3.100 tỷ đồng, tăng trên 80% so với cùng kỳ năm 2017. Thì rõ ràng thì đây là một trong những cái động lực thúc đẩy cái sự đảm bảo duy trì sự tăng trưởng của công ty. Ngoài ra một yếu tố khác thì chúng ta không thể không đề cập đến mà Nam Long so với các doanh nghiệp khác trên thị trường, đó là cái sức khỏe tài chính thì được duy trì rất là ổn định. Thì ở đây thì chiến lược của công ty thì được thực hiện với hai hình thức là góp vốn tự có, mua cổ phần hoặc trái phiếu đối với các doanh nghiệp và góp vốn liên doanh cùng phát triển dự án. Với cái hướng đi này chúng ta thấy rõ ràng là Nam Long giảm thiểu được sức ép nợ và duy trì được cái tỷ lệ đồng bại tốt hơn so với các doanh nghiệp cùng ngành. Khi mà chúng ta so sánh với các tỷ số, chỉ số tài chính và các tỷ lệ đồng bại trên vốn chủ sở hữu hay tổng tài sản, chúng ta có thể thấy được Nam Long luôn là một cái doanh nghiệp mà duy trì cái tỷ lệ tốt và ổn định thấp hơn hầu hết tất cả các doanh nghiệp, và cho so với trung bình ngành thì là họ còn duy trì một cái tình hình tài chính, tình hình sức khỏe tài chính rất là tốt, ổn định. Và chính vì thế mà bất kỳ những cái sự biến động nào về lãi suất hay biến động về thị trường thì cũng sẽ giúp cho Nam Long có thể đương đầu tốt hơn so với các doanh nghiệp khác, bất động sản khác đang hoạt động trên cùng ngành. Xin được cảm ơn anh Thông về những thông tin hữu ích vừa rồi. Những thông tin hữu ích vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Và Kết Sổ ngày hôm nay. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được cảm ơn công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.